people leave for the fortune. Some people leave just for the fame. Some people leave for the power, yeah. Some people leave just play the game. Some people think that the fears and the things defy what's within. I believe the world is a of a superficial. Em sẽ tự thiệu, em tên là Đặng Thị Thu Thủy ạ. Giọng ca nữ có thể nói là ngay từ những nốt nhạc đầu tiên đã có một sự truyền cảm rồi. Có rất nhiều điều để nói về em với giọng ca của em. Và anh rất muốn là làm sao để có thể mời em vào với đội của Trần Lập. Em cảm ơn anh. Bạn rất là khôn ngoan khi bạn biết được bạn có một giọng hát khàn, trầm nhưng mà lại rất là mạnh mẽ. Nhưng bạn cũng nên biết rằng dòng nhạc này rất kén tai nghe. Vì thế suy nghĩ thật kỹ để lựa chọn một ekip đúng đắn, định hướng cho bạn để đến gần với công chúng hơn. Bài hát của bạn nó gần như là toàn vẹn, không một lỗi nào cả. Giữa chúng ta tôi nghĩ rằng là có một số điểm tương đồng. Tôi nghĩ rằng là cái phần trầm và khàn của bạn á, nó rất là tốt rồi. Nhưng cái phần cao của bạn nó chưa tốt. Mà giọng tôi là giọng soprano, tôi có kinh nghiệm về những chuyện này. Tôi nghĩ tôi có thể giúp bạn. Cảm ơn chị Trương Phiên. Một lời chào mời không được hấp dẫn lắm. Khi đánh giá giọng bạn và giọng trầm khàn rất tốt thì bạn chỉ hợp với tôi với họ Học Hà thôi. Thứ hai, khi mà tôi nghe bạn hát đúng là những cái nốt đầu tiên thì tôi chỉ muốn hỏi rằng là bao lâu nay em ở đâu? Sao tới bây giờ em mới xuất hiện? Nếu em ở gần tôi thêm một thời gian nữa, em sẽ tỏa sáng khủng khiếp. Chắc có lẽ lời chào mời của tôi nó sẽ không mang tính mời gọi và tuyệt vời như của anh Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng bạn có một năng khiếu và bạn đến sân chơi này có phải là để khám phá chính bản thân mình không? Hay là ở lại với những gì bạn đã có? Tôi có thể đem đến những điều mà bạn chưa bao giờ thấy được ở chính bản thân bạn. Đúng rồi, nếu khai bạn muốn phá khác, bạn nhiều hơn. Nếu bạn muốn khác thì bạn phải đừng trầm và đừng khàn nhiều nữa, đúng không? Không, không, không. Anh nói thế là không đúng. Nếu bạn về tay tôi, bạn sẽ có những khoảng trầm, khoảng khàn cộng với những khoảng cao và những khoảng mãnh liệt trong bài hát của bạn. Và bạn có thể thử sức mình ở những bài hát khó hơn bài hát này nữa. Thôi, được rồi. Rất là hấp dẫn, lời mời rất hấp dẫn. Nhưng mà tôi nghĩ thế này này, để lựa chọn cho mình một người chỉ đường đúng đắn nhất phải là một người ít nói và bình tĩnh nhất. Từ nãy đến giờ tôi là người ít nói nhất. Tôi vẫn hy vọng là bạn có 3 giây để suy nghĩ chín chắn nhất. Em rất cảm ơn những lời chào mời rất là hấp dẫn của 4 vị huấn luyện viên. Thực sự là rất là khó để lựa chọn. Tất cả những huấn luyện viên ở đây đều là những người mà từ trước đến giờ em cũng rất là thích. Nhưng mà nếu mà để đến đi đến quyết định cuối cùng thì chắc là em sẽ đến với một người nghệ sĩ mà em yêu thích rất lâu nay rồi. Cái phần thì bạn phải đừng trầm và đừng khàn nhiều nữa. Thôi, được rồi. Để lựa chọn cho mình một người chỉ đường đúng đắn nhất phải là một người ít nói và bình tĩnh nhất. Bây giờ xuống ôm luôn vị huấn luyện viên đó được không ạ?
Sang đây em ơi. Em sẽ luôn không phải, lời chào mời của anh Đàm Vĩ Hưng là hấp dẫn nhất đấy ạ. Nhưng mà chắc là đi về đây ạ. Cảm ơn em. Tôi không ngờ gặp bốn. Bạn nghĩ là cái ổn tôi mang lại may mắn cho bạn không? Rất cảm ơn anh Phan Anh ạ. Chúc mừng. Bạn muốn đặt ra những cái tiêu chí khó hơn cho mình để hoàn thiện giọng hát của mình. Và tất cả những gì giống như bạn nói là bạn biết về vũ đạo đúng không? Bạn giỏi về vũ đạo nhưng bạn không thực hiện điều đó mà bạn muốn chinh phục bằng giọng hát lại một bài nhạc bằng người Indonesia nữa đúng không ạ? Và chắc chắn bạn sẽ là giọng hát Việt.